Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về chủ đề tại sao gái ngoan thường bị trai hư cướp mất nhé. Các bạn thân mến, trong rất nhiều video mình đã phân tích cho các bạn về gái ngoan và trai hư như thế nào rồi đúng không ạ? Trong video ngày hôm nay, mình tiếp tục lý giải với các bạn về lý do những cậu trai hư luôn tán tỉnh được những cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn nhé. Trước hết, chúng ta hãy giải thích ngắn gọn về thế nào là gái ngoan và những giá trị chung của gái ngoan là gì. Cụ thể, gái ngoan theo mình là tổng hợp những đức tính như là nhân hậu, hiếu thảo, dễ thương, xinh đẹp, vân vân. Đó là hàng loạt những cái phẩm chất ưu tú của một cô gái theo quan niệm truyền thống. Còn thế nào là trai hư? Mình đã giải thích nhiều lần rồi, trai hư không hẳn là một người bất lương, những người chuyên đi làm việc xấu. Nếu xét về tính cách thì một chàng trai hư có thể là anh chàng lười biếng, ham chơi bời, vân vân. Nhưng ở đây mình chủ yếu nói về tật xấu, về tình cảm. Ví dụ trai hư là anh chàng luôn nhập nhằng với các cô gái, có tính trăng hoa, đa tình. Và tất nhiên trai hư luôn là những anh chàng có ngoại hình ưa nhìn, nếu không thì không thể thu hút được những cô gái. Vậy vì sao trai hư lại thường chiến thắng trai ngoan trong việc chinh phục con gái? Trước hết, những cậu trai hư luôn tự tin về một điểm mạnh nào đó của mình. Ví dụ như tiền chẳng hạn. Anh ấy có thế mạnh về vật chất. Có cô gái nào không thích vật chất không ạ? Thứ hai, đó là thế mạnh về ngoại hình. Những chàng trai có tính cách ngang tàng thường có ngoại hình khá ưa nhìn, có chất lãng tử. Mặt khác, trai hư thường chú ý đến phong cách rất là men của bản thân hơn. Họ thích đầu tư về ngoại hình hơn, vì họ cần ngoại hình đẹp hơn để tăng tỷ lệ thành công với các cô gái. Điểm mạnh thứ hai ở trai hư là về mặt tâm lý. Mình cho các bạn thấy tâm lý giữa trai hư và trai ngoan khác nhau như thế nào. Trai ngoan thường nghĩ đến tình yêu lâu dài, thậm chí có người đã nghĩ đến hôn nhân khi mới quen một cô gái. Nhưng theo mình, trong xã hội ngày nay, tâm lý thực sự không thích hợp để tán gái đâu các bạn nhé. Nhiều cô gái hiện nay cũng sợ chịu trách nhiệm lắm. Họ không thích kết hôn quá sớm, quá vội khi họ còn quá trẻ. Những cô gái có chút nhan sắc thường thích yêu hơn là cưới. Sự nghiêm túc của những chàng trai ngoan luôn khiến con gái mất hứng và họ không có được những cái cảm giác cao trào về mặt cảm xúc khi yêu. Trong khi đó, so với tình yêu của trai ngoan và khả năng theo đuổi con gái, trai hư có tư tưởng tốt hơn rất nhiều. Cái hay ở đây không phải là ý tưởng của họ đúng, mà là tâm lý và ý tưởng của họ phù hợp với việc tán gái hơn và phù hợp với tâm lý của con gái hiện nay hơn các bạn ạ. Vì sao mình nói như vậy? Xét về khía cạnh tính cách, sự mạnh mẽ của trai hư sẽ giúp họ nghĩ ra những cái ý tưởng hấp dẫn con gái hơn là trai ngoan. Về kinh nghiệm, trai hư hơn hẳn trai ngoan ở những cái chiêu trò làm vui lòng con gái. Thêm vào đó, sự mạnh dạn chính là tính cách khiến cho con gái thích thú ở trai hư. Mình ví dụ như thế này, một chàng trai ngoan khi tán một cô gái, dù 10 lần hẹn gặp nhưng không dám nắm tay cô gái một lần. Con trai ngoan khi tiếp xúc với con gái thường không chủ động, luôn có một tâm lý lo lắng sẽ bị con gái từ chối. Họ rất xấu hổ nếu bị từ chối các bạn ạ. Có người bị từ chối một lần thì vĩnh viễn không dám theo đuổi một cô gái nữa. Nhưng điều này ở trai hư thì lại khác. Trai hư tự tin hơn, giống như câu nói đẹp trai không bằng trai mặt ấy. Con trai hư không ngại ngùng, không nhút nhát, không sợ xấu hổ. Khi nhận thấy con gái đã phải lòng mình, trai hư mạnh dạn nắm tay, thậm chí là trao ngay nụ hôn cho con gái. Đây chính là sự kích thích cảm xúc ở trạng thái cao nhất của con gái. Đổi lại, trai ngoan luôn thiếu ý tưởng, lại thường bị động. Trong khi trai hư thì luôn luôn chủ động trong mọi tình huống, hoàn cảnh để tiếp cận con gái. Thứ ba là trai hư nam tính hơn trai ngoan. Là con gái, ai cũng khẳng định điều này. Một điều khiến một cô gái hấp dẫn đàn ông chính là sự nam tính của anh ấy.
Các bạn thử nghĩ xem, trong nền văn minh của nhân loại, những thợ săn giỏi nhất và những chiến binh mạnh mẽ nhất sẽ có được những cô gái tốt nhất vì họ định nghĩa của sự nam tính, đúng không ạ? Trai hư thậm chí còn là định nghĩa của nam tính ngày nay, bởi vì họ không sợ làm bất cứ điều gì để chinh phục được một cô gái cả. Đây cũng là lý do khiến con gái luôn cảm thấy sự an toàn khi bên cạnh một chàng trai hư. Họ có thể bảo vệ được cô gái đó trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Một vấn đề nữa ấy, là sự nghiêm túc của trai ngoan luôn được đặt ra kế hoạch lâu dài. Họ thể hiện tình cảm một cách đều đặn, nhạt nhẽo và thiếu điểm nhấn. Trong khi đó, trai hư trong một khoảng thời gian ngắn có thể tấn công dồn dập, dành hết tình cảm cho một cô gái đó. Điều này khiến tâm lý của con gái bị kích thích ở một trạng thái cao nhất như mình vừa nói. Đây là một sự khác biệt nữa. Khi yêu một chàng trai quá tốt ý, thì con gái thường là người đưa ra quyết định mọi thứ. Các bạn có tin điều này hay không thì tùy các bạn. Nhưng mình quả quyết rằng những chàng trai quá tốt thường thiếu sự quyết đoán. Khi tán tỉnh một cô gái, con trai ngoan thường vừa thăm dò, vừa lựa theo sở thích của con gái để hành động. Rõ ràng là nó không gây được sự tò mò, sự kích thích đối với con gái. Mới tán tỉnh đã thiếu sự mới mẻ là chắc chắn thất bại rồi. Các bạn thân mến, để phụ nữ yêu mình, con trai phải khiến con gái cảm thấy họ là người quan trọng. Cái này rất dễ hiểu. Không chỉ trong tình yêu, mà trong cuộc sống tất cả chúng ta đều muốn có ai đó đang thường xuyên nghĩ về mình và mong muốn dành thời gian cho mình, đúng không ạ? Một chàng trai hư khiến một cô gái cảm thấy rằng cô ấy là người duy nhất trên thế giới này quan trọng đối với anh ta. Bởi vì anh ta có kinh nghiệm với những người phụ nữ khác và biết cách kết thúc tán tỉnh một cách hoàn hảo. Trai hư sẵn sàng khen ngợi một cô gái khi họ ở bên cạnh cô gái ấy, luôn thể hiện sự hào phóng bằng những món quà đặc biệt, đáp ứng được phần lớn những sở thích của một cô gái. Người con trai ngoan có làm được như thế không ạ? Bởi vì thế, bạn đừng thắc mắc vì sao những cô gái rất xinh đẹp luôn kè kè bên cạnh những chàng trai có vẻ như là không ngoan lắm. Các bạn thân mến, nếu nghe tới đây, các bạn nghĩ rằng trai ngoan luôn thất bại trước trai hư khi theo đuổi một cô gái. Tuy nhiên, không hoàn toàn là như vậy đâu các bạn ạ. Ở người con trai ngoan ấy, có những cái đặc điểm tuyệt vời mà nếu gắn bó lâu dài, con gái sẽ thích hơn là đặc điểm tính cách của trai hư. Mình cho rằng mỗi người đều có thế mạnh khác nhau. Phẩm chất của con trai không thể chỉ dựa vào quan điểm mà người khác nhìn nhận đánh giá. Mình nghĩ rằng phẩm chất của con trai chủ yếu do tính cách của họ quyết định. Con trai ngoan có đặc điểm là sống độc lập, có trách nhiệm, hiếu thảo, năng động và tích cực. Trong khi đó, con trai hư thường có tinh thần trách nhiệm thấp, tính tình thì lười biếng và hay lừa dối. Nếu một cô gái chọn một trong hai kiểu quan hệ này, mình khẳng định là hầu hết họ sẽ chọn một quan hệ với người con trai ngoan, chứ không chọn trai hư. Tuy nhiên, do ban đầu, con trai ngoan tiếp cận con gái còn nhút nhát và thiếu chủ động, nên đã bị thua thiệt trước trai hư. Mình vẫn khuyên các bạn là đánh giá phẩm chất con trai không thể chỉ bàn từ ngoại hình. Mặc dù ngoại hình tạo ra sức hút rất lớn cho cá nhân, quan điểm của mình là nếu trai ngoan không muốn bị đánh bại bởi cái gọi là trai hư ấy, thì nên chú ý đến hình tượng của bản thân mình. Bạn phải biết tận dụng thế mạnh là những cái ưu điểm của trai ngoan. Hay là hãy thay đổi phong cách ăn mặc bên ngoài. Hãy thể hiện sự nam tính, mạnh mẽ thay vì quá nhút nhát với con gái. Hãy lãng mạn trong khi yêu thay vì sợ sệt, rụt rè. Mình chắc chắn rằng chỉ cần thay đổi một chút, trai ngoan sẽ làm thay đổi cách nhìn của con gái đối với mình. Các bạn thân mến, con gái nói chung rất thích hẹn hò và có một người bạn trai tốt bụng. Bạn cũng thế và bản thân mình cũng vậy. Thế nhưng có một số thách thức mà người con gái phải đối mặt, đó là những nhược điểm của một người con trai tốt mà họ không biết khắc phục. Nhiều người sẽ hỏi rằng là đã tốt sao lại có nhược điểm? Bạn được coi là ngoan, là tốt, nhưng nó chỉ được phản chiếu trên phương diện các mối quan hệ xã hội thôi các bạn nhé.
Còn trong chuyện tình cảm, đặc biệt là tình yêu nam nữ ấy, thì đòi hỏi những yếu tố như mình vừa nói. Những nhược điểm này không thực sự gây ấn tượng với con gái. Nó khiến những buổi hẹn hò trở nên nhàm chán các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các chủ đề tiếp theo trên kênh YouTube của Khánh Ngọc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.